Thưa quý khán giả, năm nay Cờ Đỏ là đơn vị quận huyện đầu tiên của thành phố Cần Thơ đạt tỷ lệ giải ngân trên 95%. Nhiều công trình được triển khai thi công, một số công trình hoàn thành đúng và vượt tiến độ theo hợp đồng đã được bàn giao và đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Năm 2022, huyện Cờ Đỏ được phân bổ tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản là 179 tỷ đồng cho 74 công trình. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 99%, đạt và vượt so với kế hoạch năm 2021, từ 10 đến 15%. Kết quả đó thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương, quá trình kiểm tra đôn đốc của đơn vị quản lý và các đơn vị thi công, nên các khó khăn vướng mắc được tháo gỡ kịp thời. Cụ thể như công trình trạm y tế xã Trung An thiết kế một trệt một lầu, gồm 23 phòng và 2 khu vệ sinh, tổng vốn đầu tư là 16 tỷ 400 triệu đồng. Thời gian thi công là 360 ngày. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, khối nhà chính nằm trên ao cá nên công tác san lấp mặt bằng bị kéo dài. Chúng tôi trúng thầu cái trạm y tế xã Trung An thì nó tiến hành khởi công từ cuối tháng 11 năm 21 và theo kế hoạch nó sẽ hoàn thành vào tháng 1 năm 2023. Hiện tại công trình đang đi đúng tiến độ. Tính đến thời điểm này là công trình đã trên 90% khối lượng hoàn thành, hiện tại chỉ còn lắp đặt thiết bị và sân đường nhân dân, những cái nói chung là khâu hoàn thiện. Còn đối với công trình trường tiểu học Trung Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, đầu tư 45 tỷ đồng, xây dựng 25 phòng học và các phòng chức năng trên diện tích hơn 9.700 m². Công trình thi công 2 giai đoạn và hoàn thành vào tháng 11 năm 2022, vượt tiến độ 1 tháng rưỡi. Đây là một cái cơ sở vật chất rất là khang trang của địa phương, đã tạo được cái niềm vui và phấn khởi của từ cái cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường, học sinh, đặc biệt là phụ huynh học sinh đóng trên địa bàn, đã có được cái cơ sở vật chất đầy đủ khang trang và đầy đủ tiện nghi để thực hiện tốt cái công tác dạy và học cũng như thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong thời gian sắp tới. Trong năm 2022 là ban quản lý dự án đã được quản lý là 74 công trình, trong đó là có 57 công trình chuyển tiếp và 17 công trình khởi công mới. Đến nay là các công trình đã hoàn thành đưa sử dụng là 53 công trình và còn lại là 21 công trình đang triển khai thi công. Là hiện nay tiến độ các công trình là cơ bản đạt và vượt tiến độ so với các hợp đồng ký kết với các nhà thầu. Với những giải pháp quyết liệt, chủ động, tích cực, sát sao của chính quyền địa phương đã hướng dẫn xử lý, tháo gỡ vướng mắc khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả, nên năng lực của đơn vị thi công được đảm bảo. Từ đó, nhiều công trình như đường, cầu, các tuyến kè, trụ sở làm việc, trạm y tế và trường học được hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang đến niềm vui, niềm phấn khởi cho nhân dân nơi đây.